Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ build thử một cái thùng máy mà các bạn chơi game giả lập Võ Lâm Truyền Kỳ Mobi các bạn hay sử dụng ha. Đầu tiên là cái khay Venom. Khay này có hai mặt kính mà hai phía trước có 3 fan trên nóc, 2 fan phía sau, 1 fan LED ha. Cái nguồn mình sẽ sử dụng là cái nguồn Seasonic các bạn. Nguồn Seasonic 750W hay moduler. Cái nguồn này mua mới khoảng 2,5 triệu các bạn. Các bạn mua lại bảo hành lâu á, tầm 2021 2022 thì nó tầm khoảng 1,5 triệu, 1,6 triệu các bạn ha. Rồi cái chính của chúng ta là sử dụng cái men Honenji Gaming X99TF. Hôm trước thì mình có review cho các bạn xem cái men X99F8 các bạn, thì cái men đó là cái màu xanh đen các bạn, nó sử dụng DR4 ha. Cái men X99TF này nó lợi hại hơn là nó chạy DR4 và DR3 luôn các bạn, và nó chạy RAM SSD. Thì đối với những cái cấu hình máy mà sử dụng RAM thật là nhiều, giống như giả lập mà ảo hóa nè, máy ảo các bạn, thì khi mà chúng ta gắn DR3 SSD á, giá thành nó sẽ rất là hữu nghị luôn các bạn. Tại vì DR3 nó rất là rẻ so với DR4 SSD ha. Rồi CPU mình sẽ sử dụng là cái con E5-2680V3 các bạn. Con này là 2.5 turbo 3.3 12 core 24 luôn. Giá thị trường nó khoảng hơn 3 triệu các bạn. Nếu mà các bạn nào muốn mà chi phí nó rẻ hơn á, các bạn có thể mua cái con 2678V3, nó khoảng 2 triệu mấy thôi, hoặc là 2673V3 nó rẻ hơn nữa. Đó. Thì ba con đó đều là 12 core 24 luôn các bạn ha. Là đủ để các bạn kéo 24 cho tới 30 hạt luôn. Đó. Thì tất nhiên cái cạc màn hình nó phải tương ứng các bạn, và SSD nữa. Thì cái cạc màn hình tối thiểu các bạn phải có là RX 580 8GB. Và ở cái thời điểm hiện tại là game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobi nó nâng cấp cũng khá là nặng đó các bạn. Nên các bạn nên đầu tư cái cạc RTX 1070. Nó đáp ứng tốt 30 hạt. Cộng với việc đó là cái TDP rất là thấp các bạn, nó mát mẻ hơn và ít hao điện hơn ha. Rồi. RAM á, là mình sẽ test trên DR4 SSD các bạn ha, 16GB nhân 4 là 64GB. Rồi. Hoặc là chút xíu nữa mình sẽ dùng cây 32GB. 32GB nhân 4 là 128GB các bạn ha. Này là DR3 SSD, này là DR4 các bạn ha. Và nếu mà các bạn chạy 24 hạt thì các bạn chỉ cần RAM 64GB thôi. Nếu mà các bạn chạy 30 thì các bạn cần RAM là chúng ta phải chích thêm một cây 16GB nữa các bạn, là tối thiểu phải là 80GB ha. Ok. 4 fan LED màu đỏ các bạn, mình không dùng LED RGB điều khiển LED ha, mình chỉ dùng LED đơn màu thôi, màu đỏ thôi. Fan tản nhiệt là fan Cooler Master T400i. Còn bạn nào thích màu mẹ hơn á là các bạn có thể dùng cái fan này nè các bạn. Đó, đó là cái fan CR1000 các bạn. Cái fan LED nó cũng có LED nó quay vòng vòng cũng đẹp các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ khui cái men ra các bạn tham khảo trước nha. Cái men này ở bên Trung Quốc người ta bảo hành 3 năm nha các bạn. Về Việt Nam thì thông thường bán bảo hành, mấy bạn sẽ thấy bảo hành là 1 năm thôi các bạn ha, hoặc là bán với cái giá rẻ hơn để bảo hành 1 tháng thôi. Rồi, nhân vật chính của mình đây. Rồi, phụ kiện gồm có một cái bát vòng nhựa để bắt fan đó các bạn. Những cái fan Trung Quốc nó dùng cái chấu gài kiểu này nè, nên cái men này nó sẽ cho theo cái chấu các bạn. Hai cọc cáp SATA các bạn. Một cuốn sách thông tin kỹ thuật ha. Rồi, một cái đĩa driver các bạn ha. Driver này các bạn lên trang chủ Honenji nó cũng có luôn các bạn. Rồi, cái men này thì cái form nó là form trắng đen các bạn ha. Còn cái men F8 là cái form nó là xanh đen các bạn. Các bạn thấy nhìn cái kết cấu rồi thiết kế các bạn y chang như cái men F8 luôn ha. Rồi, ở đây có hướng dẫn ha bạn, gray ha. Là sử dụng DR3 SSD nè, black là sử dụng DR4 nè các bạn. Bên đây cũng vậy. Và nó không có cho mình trộn RAM nha các bạn. Các bạn không thể gắn đồng thời RAM 3 RAM 4 vô đây được ha. Bạn gắn một loại thôi. Rồi, như vậy là các bạn thấy ha. Là như vậy là nếu mà người ta gắn RAM 4 thì người ta gắn được 4 cây, gắn RAM 3 gắn được 4 cây, maximum là 4 GB RAM thôi các bạn ha. Rồi, ở trên dàn VR và của cấp điện của CPU thì nó cũng có cái tản nhiệt các bạn, và có hai cái fan nhỏ để thổi làm mát ha. Rồi. Y chang luôn các bạn, cũng có hai khe NVMe ha. Rồi mỗi khe USB nhỏ này để gắn cái cặp Wi-Fi này các bạn. Rồi ngoại hình đi chang luôn các bạn. Thay vì cái con F8 là 8 khe DR4 thì con này là 4 khe này, 4 khe kia thôi ha. Chắc nguồn nó cũng vậy luôn các bạn. Ron audio nè. Cổng cơm nè. Đồng bộ RGB nè các bạn. Rồi system fan nè. Rồi. Cổng này không có dùng nha các bạn ha. Rồi cái này là USB nè. Rồi nút power on và nút reset đây luôn nè các bạn ha. Rồi có LED code để báo lỗi mainboard ở vị trí nào để chúng ta khắc phục sự cố ha.
Rồi mặt phía sau bạn sẽ thấy là có vẫn còn giữ hai cổng PS2 đi gắn phím chuột đời cũ nè các bạn, hai cổng USB 2.0, 4 cổng USB 3.0 và hai cổng USB 2.0 tiếp y như cái màn F8 luôn các bạn ha. Rồi ok ok, bây giờ mình sẽ ráp thử cái máy này nha các bạn. Rồi các bạn bật cái cần bên đây lên ha, sau đó bật cần bên đây lên, rồi chúng ta mở cái nắp lên ha. Rồi ở đây có cái tam giác màu, mấy bạn để ý đây sẽ có cái tam giác nó khắc ở trên đây nè các bạn. Đó, chúng ta cho cái tam giác vàng này về hướng này. Rồi sau đó chúng ta đẩy nắp lại, và chúng ta gài cái cần bên tay phải lại trước, rồi sau đó tới cái cần bên tay trái các bạn ha. Xong con CPU. Bây giờ mình dùng DR4 nên mình sẽ gắn vào 4 cái khe màu đen nha các bạn. 1 2 3. Rồi 4 que bạn ha. Rồi đây là bên trong của quạt T400i nè các bạn. Như vậy các bạn sẽ cần một cái cụm này. Rồi các bạn sẽ cần hai cái thanh này nè các bạn, với 4 con ốc 2011 thôi. Mình sẽ lấy ra để mình quay cho các bạn coi ha. Rồi mấy bạn thấy là ở trên cái đế của socket 2011 nó có sẵn 4 cái lỗ rồi nè các bạn ha. Rồi mấy bạn sẽ dùng 4 ốc này. 4 ốc này chúng ta bắt lên. Hai cái cần này á là chúng ta gắn lên cái fan. Rồi hai ốc này để dặn hai cần nó vào. Rồi cái đầu này á là để mình dặn siết cho nó chặt thôi các bạn. Rồi cái này mình không dùng, mình cắt qua bên ha. Rồi đầu tiên á là các bạn bấm vô hai cái móng này. À các bạn tách cái fan này ra. Như vậy được ha. Rồi sau đó chúng ta để như vậy. Rồi cái này là các bạn sẽ gắn về nè các bạn. Đó. Rồi lấy ống này bắt vô. Đó ok ha. Rồi ok, các bạn làm tương tự với cái thanh bên đây luôn nha các bạn. Đó. Rồi bỏ ống xuống bắt lên. Rồi xong rồi, chút xíu nữa bạn nhớ lột này ra ha, còn bạn nào sẽ quên thì lột trước luôn. Đó. Tiếp theo á là các bạn dặn 4 ốc này là lên 4 cái vị trí này nè, trên men nè các bạn. Rồi các bạn chụp cái đầu này vô nè, để các bạn dặn cây chặt ha. Đó, chụp vô. Đó. Đó. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta tra cái M4 vô đây các bạn ha, sau đó chúng ta bắt cái fan vô. Rồi bây giờ các bạn đặt cái fan này xuống dặn ốc lại thôi. Đó, dặn 4 ốc. Rồi cái vị trí để em gắn cái chân fan servo lại nha các bạn. Đó chúng ta sẽ gắn vô đây ha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ốp này lại, ốp vô đây và chúng ta gắn cái chân fan lại. Rồi và đây là cái cạc để kéo 30 nhạc này các bạn ha. Đây là cái con Colorful GTX 1070 bản 8G nha các bạn. Hàng rất là đẹp luôn các bạn. Đó, mình rất là thích cái cạc này luôn, rất là mới luôn các bạn. Độ bền cái cạc nó cũng quyết định bởi những yếu tố cơ bản như này các bạn ha, dùng ít còn mới. À, cái cạc này sử dụng 2 đồng hồ phụ 6 pin nha các bạn. Ok bây giờ mình sẽ thử bên ngoài trước, ok xong mình mới ráp vô khay nha các bạn. Mình rất là thích cái nguồn Seasonic các bạn. À mình ráp máy đua xong hay là single xong mình đều hay dùng cái nguồn này ha. Tuy giá thành nó hơi cao chút xíu nhưng mà nó rất là đảm bảo các bạn. Rồi mình đang cho test thử nè các bạn. À, đây nó có những cái dãy màu led nó cũng khá là đẹp, khá là dễ thương các bạn ha. Đây là led code nè các bạn. Rồi các bạn ha, men nè, Huoneng X99 nè các bạn. Rồi RAM 64GB ha. Ok, mà coi như là lên hình nữa các bạn. À bây giờ mình sẽ tháo RAM này ra, mình gắn RAM 3 vô thử nha các bạn. Rồi cái quá trình mà ráp vô cái bi cái thùng máy khay thì mình đã làm trong những clip trước rồi các bạn ha. Nên clip này mình sẽ không có quay cái cảnh mình ráp cái máy lại ha. Ok clip mình tạm dừng ở đây nha các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. À, ở cái clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ làm cái clip cài Windows nóc và hướng dẫn các bạn tinh chỉnh một số cái để chúng ta chạy mượt hơn khi chúng ta chạy nhiều nóc các bạn ha. Rồi ok xin chào các bạn.